Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin của kênh EC Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bản tin về quân sự Biển Đông hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau. Tàu hải giám Trung Quốc xuống trường Sa. Một trong diễn biến khá đáng chú ý, tín hiệu AIS cho thấy hai tàu hải giám 302 và 303 của Trung Quốc đang hướng xuống khu vực quần đảo Trường Sa vào sáng ngày 29 tháng 5. Đây là hai trong ba chiếc tàu hải giám của Cục Nam Hải, thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, tuy chỉ là loại tàu cỡ nhỏ, dài khoảng 49 mét so với các tàu hải cảnh, nhưng việc hai tàu này cùng xuống Trường Sa đánh dấu sự xuất hiện của lực lượng khác ở khu vực. Trực thuộc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, các tàu này thiên về hoạt động nghiên cứu và khảo sát hơn là thực thi pháp luật, không loại trừ sự có mặt của chúng ở Trường Sa sẽ liên quan đến việc khảo sát phục vụ cho hoạt động lắp đặt cấu trúc phi pháp trong tương lai. Được biết cách đây vài tuần, tàu hải giám 301 cũng xuất hiện ở cụm sinh tồn. Hình ảnh mới nhất căn cứ hải quân Rim của Campuchia. Tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI ngày 29 tháng 5 công bố những hình ảnh vệ tinh về hoạt động xây dựng căn cứ hải quân Rim ở Campuchia cho thấy có hai tòa nhà được xây dựng gấp rút trong tháng 5. Thời gian qua, có nhiều lo ngại về khả năng Trung Quốc có thể tiếp cận căn cứ hải quân này của Campuchia và thông tin của AMTI được công bố chỉ vài ngày trước khi thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Phnom Penh trong chuyến công du ở khu vực. Những lo ngại về sự liên quan giữa Trung Quốc và căn cứ Rim nhiều khả năng sẽ được nêu ra trong chuyến thăm của bà Sherman. Hải quân Trung Quốc vừa hạ thủy tàu chống ngầm mới Trung Quốc gần đây được cho là đã hạ thủy tàu chống ngầm thứ ba tại một cơ sở đóng tàu ở Vũ Hán, tăng cường khả năng phát hiện tàu ngầm của Bắc Kinh. Theo một số chuyên gia, con tàu rất có thể là thiết kế squat hoặc tàu hai thân diện tích nhỏ. Thiết kế hai thân rất ổn định, ngay cả ở tốc độ cao hoặc khi biển động và cũng rất yên tĩnh. Một phẩm chất cần có cho một con tàu dự định sử dụng sonar và các thiết bị âm thanh khác để phát hiện tàu ngầm thiết kế của Trung Quốc gần giống với thiết kế squat của Mỹ, được nói là có tầm hoạt động lớn và độ bền cao. Các tàu kiểu squat theo dõi tàu ngầm bằng các thiết bị sonar được kéo phía sau chúng trên các cuộn dây cáp dài và có thể chủ động phát hiện tàu ngầm bằng cách bắn tín hiệu ping xuống đáy đại dương và lắng nghe tiếng rội lại của tàu ngầm ẩn nấp dưới đáy sâu. Theo một số báo cáo, chi phí vận hành của lớp tàu từ thời Chiến tranh Lạnh này được Mỹ và Nhật Bản chia sẻ và dữ liệu do các tàu Nhật Bản thu thập được cũng được chia sẻ với Washington. Điều này mang lại cho Mỹ nhiều tai mắt hơn với chi phí thấp hơn. Cuối những năm 2000, một trong những tàu giám sát đại dương của Mỹ gây xôn xao dư luận khi liên tục bị tàu và máy bay Trung Quốc quấy rối trong nhiệm vụ quan sát tàu ngầm ở biển Đông. Mặc dù khu vực tàu Mỹ hoạt động được công nhận rộng rãi là vùng biển quốc tế, nhưng Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền một cách phi lý đối với các vùng biển rộng lớn trên biển Đông và khẳng định họ đang bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLAN) có lịch sử viếng thăm không mời các tàu và máy bay của Hải quân Mỹ. Trong cuộc tập trận hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu năm 2014, PLAN đã lặng lẽ điều một tàu giám sát điện tử đến gần tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu hộ tống, có lẽ là để thu thập dữ liệu điện tử. Bất chấp mối đe dọa bị phát hiện bởi các tàu giám sát đại dương, các tàu ngầm trong biên chế hải quân Mỹ đang được hiện đại hóa rất nhanh. Mỹ đang chế tạo các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Columbia mới chạy bằng năng lượng hạt nhân, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ đầu những năm 2030. Nhờ thiết kế dẫn động mới, các tàu Colombia được dự đoán là tàu ngầm chạy êm nhất từng được chế tạo cho Hải quân Mỹ. Một trong những lợi thế chính của Mỹ so với các quốc gia khác như Trung Quốc là lực lượng tàu ngầm tiên tiến và khó phát hiện, có thể được sử dụng để hạn chế sự di chuyển của tàu nổi Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột. Con tàu giám sát đại dương mới này chỉ ra rằng Trung Quốc đang nỗ lực thực sự để bù đắp hoặc loại bỏ lợi thế đó trong trường hợp xung đột với Mỹ nổ ra. Báo Nga ngạc nhiên trước vai trò phòng thủ bờ biển của pháo Zis-3. Trang RG của Nga đã tỏ ra rất quan tâm tới một phóng sự do kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam thực hiện, trong đó ghi lại hình ảnh huấn luyện chiến đấu của một khẩu đội pháo Zis-3. Trang RG của Nga bình luận, trong đoạn video được đăng tải, có thể nhận thấy khẩu đội tác chiến đang đưa khẩu pháo Zis-3 cỡ 76 ly ra khỏi nơi trú ẩn, đó là một cấu trúc bê tông được bảo vệ vững chắc. Tất cả mọi thao tác đều được 7 người thực hiện thủ công trong thời gian ngắn. Từ khu vực nơi pháo được triển khai, một tầm nhìn tốt về phía biển sẽ được mở ra. Do vậy, khẩu pháo có thể tiêu diệt các tàu, thuyền đang tiến gần bờ, cũng như xe tăng lội nước và xe bọc thép chở quân. Được biết, loại pháo Z-3 nói trên đã có tuổi đời gần 80 năm. Chúng được sử dụng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 trong biên chế quân đội Liên Xô, cũng như nhiều cuộc chiến trong thế kỷ 20. Hiện tại vũ khí này chủ yếu được quân đội Nga dùng làm pháo nghi lễ. Tuy nhiên nó vẫn được nhìn thấy tham chiến tích cực tại Syria. Trang RG đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi pháo Zis-3 được quân đội Việt Nam dùng để phòng thủ bờ biển. Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội nhân dân Việt Nam vẫn duy trì loại pháo đồ cổ này trong biên chế, thậm chí nhìn bên ngoài có thể đánh giá tình trạng kỹ thuật của chúng vẫn được đảm bảo khá tốt thực sự có thể xem như một kỳ tích của ngành hậu cần kỹ thuật. Tuy rằng đã rất cũ và có phần lép vế trước các loại trọng pháo hay vũ khí chống tăng cá nhân hiện đại, nhưng pháo Zis-3 hoàn toàn vẫn có thể phát huy vai trò trong tác chiến phòng thủ. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Zis-3 hay còn được gọi bằng cái tên M1942, là pháo giã chiến cấp sư đoàn, được sản xuất trong giai đoạn 1941 đến 1945 ở Liên Xô với số lượng khổng lồ lên tới 103.000 khẩu. Zispa vốn được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực như một lựu pháo thông thường. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nó lại gây ngạc nhiên vô cùng khi đảm nhiệm được cả vai trò chống tăng. Pháo Zispa M1942 có trọng lượng chiến đấu 1,1 tấn, kíp pháo thủ 7 người, cỡ đạn 76,2 x 385 mm. Nòng pháo có chiều dài 3,24 m góc tầm từ âm 5 đến dương 37 độ, góc hướng 54 độ. Tầm bắn của Zis3 lên đến hơn 13 km và nhịp bắn khoảng 25 phát trên phút. Có rất nhiều loại đạn được sản xuất cho pháo Zis3, bao gồm đạn xuyên giáp BR350A SP, đạn xuyên thép hỗn hợp cứng BR350N, phát triển sau Thế chiến 2, đạn nổ mạnh chống tăng BK354 phát triển sau Thế chiến 2, đạn nổ phá mảnh OF-350B, trong đó đạn xuyên thép BR-350A có khả năng xuyên thủng giáp trước dài 82 ly với góc chạm 90 độ cách 100 m giảm xuống còn 53 ly khi bắn cách xa 2.000 m độ xuyên càng giảm xuống khi cự ly tác xạ càng xa. Bên cạnh pháo zis spa Trang RG còn thông báo về việc quân đội Việt Nam vẫn sử dụng những cỗ máy nổi tiếng của Thế chiến thứ hai, đó là T34, 85. Các cuộc tập trận với sự góp mặt của những chiếc xe tăng này cũng được chiếu trên truyền hình địa phương. Bên cạnh các vũ khí cũ được bảo quản cực cẩn thận, tất nhiên lực lượng hải quân Việt Nam cũng có trong tay các lữ đoàn được trang bị các tổ hợp phòng thủ bờ biển cực mạnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi ở bản tin số 301 ngày 9 tháng 11 năm 2020 của chúng tôi. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.